thuốc phá thai tại nhà, hiệu quả 100%, an toàn, không đau, chi phí thấp. Hàng loạt lời chào mời hấp dẫn trên các trang mạng xã hội cho những ai có nhu cầu tìm mua thuốc phá thai tại nhà. Sẽ bán về nhà cho em, ngày bán bao nhiêu người, không phải ít đâu em. Bây giờ người ta ưu tiên dùng thuốc trước khi để bút, nếu ra được hết rồi thì thôi. Hết có 750.000. Thuốc của mình có thể được cho bao nhiêu tuần là tối đa? 2-4 tháng tự nó đẩy giá luôn đấy. Chị cảm giác cho em, nếu mà không ra chị hoàn lại gấp đôi tiền nha. Mà em không tin tưởng thì chị gửi cho em rồi em xem khách đấy rồi em biết. Ngay lập tức, khách hàng sẽ nhận được những hình ảnh và phản hồi không thể chân thực hơn từ những người đã sử dụng. Mình tìm nó cũng rất là dễ dàng. Quảng cáo là nào là tiện lợi này, an toàn này, 100% là sẽ không xảy ra những cái hậu quả, những cái biến chứng về sau. Cũng có những cái những người người ta dùng rồi ấy, đưa lên đấy, người ta dẫn chứng cho mình thấy là à, họ dùng rồi thì mình cũng tin tưởng. Chót lỡ có thai được 6 tuần, cô gái này lên mạng tìm mua thuốc phá thai chỉ vì e ngại đến bệnh viện. Cũng vì tiện, dễ mua, nên không ít người lựa chọn mua thuốc phá thai tại nhà, để rồi gặp phải hàng loạt tác dụng phụ. Bị đau bụng nhiều và kèm theo đó là ra máu. Lựa chọn cái phương pháp uống thuốc này, nghĩ là nó sẽ đơn giản hơn. Họ sẽ tự tìm hiểu về thuốc phá thai và tự mua thuốc phá thai. Cái này thì chúng tôi hoàn toàn không bao giờ ủng hộ bệnh nhân cả. Các bạn phải đến bệnh viện để các bác sĩ sẽ tư vấn cho mình, sẽ đưa ra các phương pháp cho mình lựa chọn. Mỗi ngày, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận gần 100 lượt bệnh nhân đến khám và tư vấn thực hiện sinh đẻ kế hoạch. Trong đó, rất nhiều trường hợp gặp phải biến chứng do sử dụng thuốc phá thai tại nhà. Công thức phá thai bằng thuốc và thuốc để phá thai không nên được bán tự do. Phá thai bằng thuốc nó chỉ áp dụng cho những trường hợp có chỉ định rất chặt chẽ, chứ không phải trường hợp nào cũng được phá thai bằng thuốc. Vì việc phá thai bằng thuốc có thể gây ra vỡ tử cung, gây ra băng huyết, gây nhiễm trùng, sót thai, sót rau. Cũng bởi lo lắng về nguy cơ tai biến, nên cô gái này đã quyết định tới bệnh viện để được tư vấn với mong muốn đình chỉ thai ở tuần thứ 5. Hiện có nhiều phương pháp chấm dứt thai kỳ phù hợp và an toàn, nhưng cần phải được chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Để hạn chế những rủi ro không đáng có, cách tốt nhất là tới cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý mua thuốc phá thai tại nhà.